Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ hôm nay thì Vườn Mai của em có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống Cúc Hoa Hồng Thanh Tú với là Dảo Siêu Ông Sài Gòn bên vườn em cô chú anh chị ha. Hàng thì em đảm bảo cho cô chú anh chị mình là chờ Tết được cô chú anh chị nha. Hàng ghép gốc phôi vườn cô chú anh chị ha. Mức giá chỉ từ 550.000 một cây đến 650.000 một cây, em bao phí vận chuyển ha. Một cây em cũng bao phí luôn cô chú anh chị ha. Thì địa chỉ của em là ở phố Hội Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Cô chú anh chị mình muốn mua số lượng dự án sẻ thì cứ alo cho em ha, em sẽ có để giá sỉ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, thì vô cây đầu clip ngày hôm nay luôn là cây mã số 21 cô chú anh chị, đầu cây hoa hồng Thanh Tú. Cây này em vô dây rồi cô chú anh chị ha, này thì em mới vô dây ra cho cô chú anh chị mình tham khảo thử hai cây thôi ha. Rồi. Rồi cái này hoành là được 22 ha. Chiều cao là được 58. Cái ngang là được 81. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600.000, em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây ha. Rồi tiếp theo là mã số 22 nha. 22 là một cây hoa hồng Thanh Tú nó cô chú anh chị ha. Rồi em đo hồng số luôn ha. Hoành là 18 nha, cũ là 26, chiều cao là 60, tán ngang là 77. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 600.000, em bao phí luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 23 ha. 23 là một cây Dảo Siêu Ông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Hàng bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình hết nha. Rồi, cây này thì hoành là được 14 nha cô chú anh chị, cũ là được 28, chiều cao là được 70, rồi, tán ngang là được 1m. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, gọi giá cũng là 600.000 bao phí ha. Mấy cây này thì nó, nếu mà dằn dây ra thì nó cũng tương tự như cây mã số 21 với 22 nha cô chú anh chị. Em đỡ cây ha. Rồi tiếp theo mã số 24 ha. 24 là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Rồi hoành tại điểm này là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi cái cũ là được 27, chiều cao là được 70, tán ngang là được 78. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng là 600.000, em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 25 là một cây Siêu Ông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Hàng này cho Tết được nha cô chú anh chị ha. Có nụ hết cô chú anh chị cứ yên tâm, nụ non lên hết rồi nha. Rồi em đo thông số luôn ha. Quanh là được 15 nha. Siêu Ông già mùa nha cô chú anh chị, ghép hơn một mùa nha. Cao 60, tán ngang là được 70. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 550.000, em bao phí vận chuyển ha. Thì cũng đo là cứ lúc dài là thợ sửa kiện á, là bây giờ kêu không có nên là em chưa có vô dây được hết nha cô chú anh chị ha. Là em lên như thế này cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm em ha, cô chú anh chị coi được thì mình ủng hộ giùm em. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 26. Mã số 26 là một cây hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Rồi em đo hồng số luôn nha. Hoành là được 17 ha, chiều cao là được 64, tán ngang là được 77. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 600.000, bao phí vận chuyển nha. Rồi mã số 27, một cây Siêu Ông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi em đo số luôn ha. Rồi hoành là được 12 nha, chiều cao là được 58, tán ngang là được 92. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 600.000, em bao phí vận chuyển không cô chú anh chị ha. Cái này tàn rất là tròn nha, cái này cho Tết là ok luôn á. Đổi cây. Rồi mã số 28 là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Rồi hoành là được 15,
cũ là được 24, chiều cao là 65, tán ngang là được 86. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là cũng là 600.000, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi em đỡ cây ha. Rồi tiếp theo mã số 29 ha, là một cây xôm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi quanh là được 17 ha, chiều cao là được 65, tán ngang là được 85. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 600.000 thôi, em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị, cây tàn quá đẹp luôn á. Rồi em đổi cây ha. Mã số 30 nha cô chú anh chị mình. 30 là một cây cúc hoa hồng thanh tú ha. Rồi em đo thông số luôn nha. Hoành là được 15 nha, chiều cao là được 70, tán ngang là được 82. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 600.000, bao phí vận chuyển luôn cô chú anh chị ha. Cây này cũng là cây cuối clip giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.